Ok, hello anh em quay trở lại với channel của mình nha. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em cách để anh em có thể nhặt được nhiều những cái vật phẩm như những cái bánh phô mai kem này, bánh dâu và bánh shiba này nha anh em. Thì cũng khá đơn giản thôi. Đấy thì ở cái phần nền ở phía ngoài thì anh em có thể thấy này. Ở đây thì anh em nhấn vào cho mình. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em luôn. Rồi ok, đổi thân nhầm nhìn nhầm rồi anh em à. Ok, mình sẽ áo ra lại cho anh em. Đấy vừa nãy thì gọi là hơi hơi sơ sẩy xíu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào cái phần em đổi cái bến này. Đấy, ở cái sự kiện nhặt bến này nó sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 nha em. Đấy, trong khoảng thời gian là 8 ngày. Đấy, ở đây thì mình sẽ nhìn tới luôn và review cho em xem rằng là ở cái sự kiện này thì nó sẽ có những cái phần quà hấp dẫn nha em. Thì ở đây thì nếu mà anh em nhặt được 5 cái bánh phô mai kem thì anh em sẽ đổi được một cái hiệu sinh nhật này. Được một cái bánh sinh nhật thì mình thấy là cũng khá là ổn đấy. Rồi có lẽ mình sẽ vào phòng xíu bởi vì hiện tại có người mời các kiểu nữa thì hơi rối anh em ạ. À. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào lại cái phần sự kiện cho anh em. Ở đây này, anh em vào phần sự kiện lại cho mình. Ở đây thì sẽ có cái sự kiện nhặt bánh này. Đấy, anh em đổi được 5 cái bánh phô mai thì sẽ đổi được một cái bánh sinh nhật. Thì với cái bánh sinh nhật này thì anh em để anh em đổi quà anh em. Thì ở cái này thì ở trong cái sự kiện anh em nhận cái bộ đó, cái bộ trang phục công nghệ nam ấy thì cũng có cái huy hiệu bánh sinh nhật này để anh em đổi những cái phần quà anh em. Đấy, nếu mà anh em được 30 cái bánh phô mai thì anh em sẽ đổi được một cái ba lô để mang kiểu sáng của cái hình ảnh Gana Fortify tròn 2 tuổi. Nhưng mình thấy là cũng khá là ổn bởi vì có cái skin thì đương nhiên thì nó sẽ rất là nổi bật. Rồi ok, thì nếu mà em nhặt được 30 cái bánh phô mai cũng như là 25 cái bánh dâu ấy thì em sẽ đổi được một cái bánh đấy, một cái thẻ spa nha em. Đấy thì với cái thẻ Shiba này thì anh em có thể đổi được một cái nhân vật là anh em có thể đổi được tất cả nhân vật thì phải, để mình xem nào. À, ở đây thì anh em có thể đổi nhân vật Misa này, cũng nghĩa là cái nhân vật gì nhỉ, Anito, cũng như là một cái nói chung là hai cái nhân vật phía trên thì mình cũng không nhớ tên là gì nữa bởi vì mình cũng khá là ít chơi hai cái nhân vật này. Rồi ok, thì ở đây thì nếu mà anh em lưu ý là anh em nhặt một cái thôi nhá, để anh em có thể đổi ra một cái thẻ spa này. Anh em đổi tất cả ở đây thì có bốn này, để bốn cái nhân vật như thế này anh em có thể đổi được nha em. Đấy, cũng như là nếu mà anh em nào không thích những cái nhân vật này thì anh em có thể đổi ra 5 cái về quay kim cương. Thì với cái 5 cái về quay kim cương này thì cũng khá đáng giá đấy, bởi vì ở hiện tại ở trong cái vòng quay kim cương thì cũng có nhân vật mới đúng không, thì mình ao cái bộ trang phục mới ấy, cho nên thì mình cũng khá là thích. Có lẽ là cái skin này thì mình nên là lấy 6 cái thẻ, 5 cái thẻ quay này. Đấy, 5 cái thẻ quay kim cương để quay. Đấy, bởi vì hiện tại cũng khá là thích cái bộ trong sắp quay kim cương ấy. Cái sắp cái vòng quay may mắn. Rồi, ok, thì làm sao để nhặt những cái bánh kem, để cũng như là bánh phô mai này, để pha bánh dâu nha em. Thì cũng khá đơn giản thôi. Ở đây thì sẽ có cái phần chi tiết sự kiện. Đấy, bánh kem phô mai, để ở trong bản đồ đấy và bên dâu rơi vào ngày 24 như em. Em lưu ý là cái sự kiện này từ nó sẽ ra mắt từ ngày 18 đến ngày 26, nhưng mà trong cái thời gian để năm nhảy qua cũng như nhật bánh thì nó rơi vào khoảng 2 ngày thôi đấy, từ ngày 24, cho nên thì mình nghĩ là ở cái cơ hội nhặt cái bánh phô mai và bánh kem này thì cũng khá là dễ dàng thôi. Kiểu như anh em tham gia những cái sự kiện là lễ phục sinh hay anh em nhặt trứng ấy, đấy những cái trứng như vậy. Thì mình nghĩ họ ở trong 2 ngày này thì anh em vào game ấy, anh em cứ chơi bình thường thì sẽ nhặt được những cái phần quà này như này. Thì theo mình thấy là cũng khá là ổn đấy, bởi vì như thế thì chắc chắn là những cái số lượng của những cái bánh kem và bánh phô mai này trong trận đấu rất là nhiều để cho anh em nhặt cho anh em, bởi vì cái số lượng ở trên này đấy để nạp đổi vật những cái vật phẩm ở trên này thì cũng khá là cao ấy, cho nên thì mình nghĩ là sẽ nó sẽ xuất hiện dày đặc ở trong cái map bản đồ như em. Rồi ok, rồi thì vừa nãy thì mình cũng đã giới thiệu sơ qua cho em ở cái sự kiện ở đêm nhập vấn đề năm lấy quà như em đấy.
Rồi ok thì ở đây sẽ có khá là nhiều cái sự kiện mới này. Đấy thì anh em chơi game đấy. Nếu mà mỗi ngày thì mình nghĩ ở đây thì cũng có rất là nhiều sự kiện mới để anh em có thể trải nghiệm. Thì ở đây thì sẽ có anh em đăng nhập vào 14 ngày liên tiếp để nhận quà này. Rất là nhiều sự kiện luôn. Nhật bến này chơi và anh em chơi cái chế độ tự chiến để đem nhận quà nha. Đấy. Ở đây thì nếu mà anh em nào mà thích nhận được cái bộ công nghệ nam cũng như cái bộ công nghệ nữ ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Bởi vì ở cái sự kiện này thì nó cũng ra 2-3 ngày rồi, cho nên thì bây giờ mình giới thiệu lại thì chắc thì cũng có khá là nhiều anh em biết rồi ấy. Ok ở đây thì thời gian thì từ ngày 18 này đến ngày 26 cái này thì vừa nãy mình cũng đã giới thiệu rồi. Mèo công chúa này. Thời gian 24. Đấy, những cái này là 24 hết luôn em mà. Ok. Rồi ngẫu nhiên trong khung giờ rồi ok trong khung giờ. Rồi ok thế thì khá là hay đấy em mà. Rồi. Thì ở cái bộ công nghệ nam và cái bộ công nghệ nữ này thì cũng khá đơn giản thôi. Để em vào phần thông báo với mình này. Rồi, vừa nãy thì nhìn nhầm một em mà. Đấy anh em vào phần thông báo với mình nha. Đây thì anh em vào phần thông báo với mình này. Đấy thì nó sẽ có cái sự kiện như thế này. Đấy đặt những cái bộ ở đặc nhiệm công nghệ nam. Thì anh em nhấn vào với mình, anh em nhấn vào tới luôn. Ở đây thì cũng khá là đơn giản thôi. Anh em sẽ đăng nhập vào từng ngày, anh em sẽ nhận cho anh em. Ngày hôm nay ngày 18 này thì mình sẽ nhận cái bánh sinh nhật này đấy ở cái view ở bánh sinh nhật này thì em có thể đổi quà nha. Ok đấy giờ là 10.000 rồi. Ơi hiện tại là mức 10.000 đến mức 100.000 thì em sẽ nhận được cái bộ công nghệ nam, cho nên thì mình nghĩ là cũng khá là thích, bởi vì những cái skin như thế này thì nếu mà em xe thì sẽ rất là ổn, bởi vì cái cơ hội anh em có thể đặt móc là rất là cao luôn. Hiện tại thì mình nghĩ ở khoảng 1-2 ngày nữa thôi thì sẽ đạt được cái mốc là 100 100 100 100 lượt chia sẻ đây mà. Đấy, 100 lượt xe thì cũng khá là mình nghĩ cũng khá là khó, nhưng mà cũng không thực sự khó nếu mà anh em nào mà tất cả anh em cố gắng thì sẽ được 100 xe thôi đây mà. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ vào test cho anh em ở cái vòng quay vàng nha em. Vì khá là lâu rồi mình chưa vào cái vòng quay vàng này luôn. Rồi ok bây giờ mình sẽ ra và mình sẽ thử trải nghiệm cái vòng quay vàng. Không biết là hiện tại ở cái vòng quay vàng thì nó sẽ như thế nào nữa. Rồi ok xem nào nào. Ở đây là cái vòng quay kim cương này em ơi. Em ơi bởi vì cái vòng quay kim cương này thì tôi cũng khá là ổn đấy. Rồi mình sẽ vào cái vòng quay vàng bởi vì kim cương hiện tại mình không có. Bởi vì hiện tại kim cương mình cũng đã hết rồi. Ok mình sẽ thử cái vòng quay vàng nha. Mình sẽ quay thử miễn phí. Bởi vì hiện tại mình có 24 đấy 24 lượt nữa. Cho nên em cứ thoải mái đi. Rồi ok. Anh em không có gì xoắn cả. Bởi vì cái bộ này thì nếu hôm nay anh em không mở ra thì chắc chắn là hôm sau anh em sẽ mở ra thôi. Mình nói thật luôn. Rồi tiếp tục lại không được nè mà. Không biết là xem cá lên cay. Mình sẽ lật 10 thẻ luôn cho nó chắc. Bởi vì hiện tại thì ở con số chẵn luôn. Rồi cầu ra không đây. Đậu xe toàn ngày thôi. Bởi vì hiện tại ở cái vòng quay vàng này thì cập nhật những cái bộ trang phục cũng như là những cái skin súng nó toàn ngày thôi nè mà. Rồi cũng khá là buồn. Rồi không biết là lượt này liệu có ra hay không, nhưng mà mình rất là muốn nó ra. Bởi vì biết như là năm nào cũng rất là thích sở hữu nhiều cái bộ trang phục để nó có thể thay đổi trong những trận đấu. Đấy rồi ok tiếp tục không ra rồi ok. Cái nhỏ mình sẽ quay lượt mà tốn 300k này. Đấy. Không biết là rồi tiếp tục không ra, mình nghĩ là hơi khó trúng lắm mà. Đấy làm tiếng phát này nào em ơi.
Rồi, có lẽ là hơi khó ra rồi đấy mà. Thì sẽ nhận những cái này để mình sẽ thử quay trong cái lượng qua free này xem sao nhé em. Bởi vì cái vô đồ này thì mình nghĩ là cái cơ hội trúng của nó thì cũng khá là thấp. Bởi vì đây là cái vòng quay vàng chứ không phải là cái vòng quay kim cương nha, em đang nghĩ đâu nha. Đấy, cho nên anh em lưu ý cho mình là cái điểm này. Rồi, cũng có đây mà. Rồi, ok, tròn 90 luôn. Rồi, ok. Có lẽ là mình sẽ để ngày hôm sau mình quay để trừa vào ngày hôm sau quay. Bởi vì hiện tại quay thì mình cũng đã có nắm cả quy luật của cái vòng quay này. Nếu mà anh em nào mà quay hôm nay không trúng, anh em quay khoảng 20 đến 30 vòng mà không trúng, để em cứ để tối mai vào cái khung giờ này anh em quay thì mình nghĩ là nó sẽ ra ấy. Bởi vì bữa trước thì mình cũng có thử một lên đấy. Rồi ok, thì cảm ơn anh em rất là nhiều để xem cái video này của mình. Đấy, thì anh em nào thấy hay thì cho mình là subscribe, đăng ký kênh, cũng như like và chia sẻ cái video này của mình nhé em. Rồi ok, bye bye anh em, và gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình nha.